chị ba bình tinh là người như thế nào với cố nghệ sĩ và hồng loan giống hay khác với người chị hai vũ b chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh tin tức bản tin online và những thông tin xoay quanh drama loan phượng Thưa quý vị, thời gian này có lẽ chị Ba đã không còn xuất hiện nhiều, nhưng bản tin online vẫn thấy đâu đó những bình luận không tốt cho chị Ba. Nên hôm nay, bản tin online xin phép nói lại câu chuyện này một lần nữa để hy vọng những khán giả ấy có cách nhìn khác về chị Ba Bình Tinh của Hồng Loan. Sau khi rút khỏi drama, Gần như chị Ba Bình Tinh đã phải nhận về hàng loạt những sự bình luận không mấy nhẹ nhàng đến từ một bộ phận khán giả và cộng đồng mạng. Lý do được đưa ra là vì sao, tại sao chị Ba lại đứng trung lập trong mâu thuẫn giữa Hồng Loan và người anh hai nuôi kia, trong khi người anh hai nuôi đó đã quá rõ ràng là sai hoàn toàn trong thời gian qua. Chính Mã Tư cũng đã khẳng định rằng người con trai nuôi này đã vong ơn bội nghĩa và trong sự việc lần này của chị Ba Bình Tinh, Liệu khán giả có trách sai cho chị Ba hay không và có vội vàng khi quy chụp rằng chị Ba cũng là người giống như anh Hai Vũ B theo nhận định của bản tin online thì bản tin online sẽ không ép nhóm khán giả này phải làm theo những suy luận những suy nghĩ của bản tin online bởi mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau và nhận định cá nhân khác nhau nhưng bản tin online hy vọng nhóm khán giả ấy cũng như quý vị khán giả của bản tin online hãy cùng nghe những lời chia sẻ sau đây của bản tin online trước rồi mình hẳn đưa ra những nhận định sau cùng về chị ba nhé quý vị và cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với toàn bộ nội dung chính ngay sau đây. Thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết cách đây không lâu, chị Ba Bình Tinh đã có một buổi livestream trải lòng mình về chuyện lùm xùm về người anh hai nuôi Vũ B và những chuyện liên quan đến các hành động sai trái của người anh hai nuôi này đối với Hồng Loan. Thật sự khó xử cho chị Ba khi đó. Có thể nói rằng chị Ba Bình Tinh của chúng ta đang giằng xé trong lòng rất nhiều. Trên có anh hai, cũng là một người đàn anh trong nghề dưới có em út người con gái ruột của người cha nuôi vĩ đại bình tinh giờ ở cửa giữa không biết bỏ bên nào bởi làm sao mà bỏ được qua cách nói chuyện của bình tinh bản tin online cảm nhận rằng chị xem người anh hai ấy và út móm như là những người anh em ruột thịt người chị ba thật sự là khó xử nếu là bất kỳ ai trong chúng ta rơi vào hoàn cảnh như vậy thì bản tin online nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ rối rắm như bình tinh mà thôi có ý kiến cho rằng bình tinh đã nói chính xác dù gì cũng là anh em nên hoạn nạn có nhau dù đúng dù sai thì anh em vẫn có thể ngồi lại nói chuyện khi cơn giận đi qua còn chị ni rất tốt và tuyệt vời nên mong vị anh hai hãy tin tưởng thêm vào chị Ni. Đừng vì tác động lời ra tiếng vào mà anh em bất hòa. Đã là anh hai thì phải bao dung nhìn xa trong rộng thấu tình đạt lý. Không vì sự suy nghĩ nông cạn mà làm anh em buồn lòng. Chúc cho anh em luôn yêu thương hòa thuận bền vững và với cái lời khuyên này thì thật sự là hiện tại không còn tác dụng gì đối với người anh hai nuôi này nữa, bởi thực tế càng ngày người anh hai nuôi này đã càng đi rất rất là xa. Và với hàng loạt những hành vi vừa qua của người anh hai nuôi thì thật sự người anh hai nuôi này đã hết cứu rồi quý vị ạ. À. Và cái bình luận vừa rồi là đại diện một trong những bình luận để giảm nhiệt mâu thuẫn cư chuyện lớn hóa nhỏ rồi chuyện nhỏ mình hóa không để còn tập trung lo chuyện pháp lý cho Hồng Loan nữa. Và bên cạnh những bình luận giảm nhiệt như vậy, cũng có rất nhiều những lời bình luận thể hiện sự bức xúc với người anh hai nuôi. Nên khi biết rằng Bình Tinh chọn đứng cửa giữa không bỏ rơi Loan cũng như không bỏ rơi anh hai, thì đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều nổ ra. Một nhóm thì nói rằng, chị ba Bình Tinh có thể là cũng hai mặt một nhóm người khác lại nói rằng chị ba sợ bà hoa hậu phương răng sợ đòi lại số tiền mà phương răng đã từng chuyển cho bình tinh thưa quý vị với những điều vừa rồi mà để quy chụp rằng bình tinh hai mặt thì hơi quá vội vàng cho bình tinh đúng không quý vị nên nhớ rằng trong câu chuyện này chính xác là từ lúc cố nghệ sĩ nhập viện cho đến cuối đời bình tinh là người một tay lo cho cha về viện phí chạy chữa nghe lời cha nuôi, Bình Tinh đã bảo vệ em út móm một cách thành công. Trong những buổi họp mặt gia đình khi cố nghệ sĩ vừa mất, ngay từ đầu khi vụ việc này nổ ra, Bình Tinh đã nổi tiếng với câu nói đối chất trước mặt của phía cô sáu và chú bảy. Bình Tinh đã nói rằng cô sáu, chú bảy nghĩ thử xem vì sao ba con mất mà không để lại gì chút câu nói này đã giúp chúng ta có thể nhìn thấy rõ được sự việc rằng bình tinh đang muốn giúp hồng loan muốn giúp hồng loan bảo vệ tài sản của cha mình để lại bởi ai cũng đã quá rõ ràng với cái sự chơi bời lêu lỏng của cô sáu và chú bảy nếu khối tài sản này mà vào tay của họ hoặc là vào tay phượng ve thì chắc chắn cũng sẽ bị bán mất đi lúc nào không hay đó là chuyện trong quá khứ còn hiện tại thì vì sao bình tinh ít thấy xuất hiện cùng hồng loan điều này cũng vô cùng dễ hiểu quý vị ạ à. bình tinh cũng nói thẳng vì bình tinh còn phải cùng chồng lo cho gia đình và cả con cái và cả một đoàn hát quỳnh long của mẹ để lại bình tinh lâu nay vẫn làm nghệ thuật một cách chân chính thế cho nên không phải vì giận hồng loan hay là không thích hồng loan nên bình tinh không xuất hiện đâu quý vị bình tinh có công việc có cuộc sống và có trách nhiệm với đoàn hát của mẹ mình để lại. Tiếp theo, một luồng ý kiến khác lại nói rằng, nói chị ba sợ bà hậu Phương Răng, sợ bị đòi lại số tiền mà Phương Răng đã từng chuyển cho Bình Tinh. Chuyện này thì càng không thể vì Bình Tinh có thể đã đề phòng từ rất lâu cái người qua hậu này rồi. Bởi sau khi bất ngờ nhận được số tiền của Phương Răng chuyển, thì Bình Tinh đã nhanh chóng chuyển trả lại và còn mua một chiếc iPhone để tặng lại cho Phương Răng và thật may mắn chứ không hiện tại bình tinh cũng mềm mình với vợ chồng nhà xoài chuyến này nói bình tinh mê tiền của phương răng thì có lẽ là đã vu oan và nói lộn người người mê tiền của phương răng không ai khác chính là người anh hai nuôi cựu nam nữ nghệ sĩ ưu tú vũ b từ ngày có phương răng xuất hiện thì người anh hai nuôi ấy đã thường xuyên nhận được những bó hoa tiền chứ bình thường có ai tặng đâu người anh hai nuôi và phượng ve có khác gì nhau đều bám vào tên tuổi của cố nghệ sĩ trước khi cố nghệ sĩ mất hai người họ chỉ là những người nghệ sĩ bình thường phượng ve thì chỉ là một nữ ca sĩ không tên không tuổi còn người anh hai nuôi vũ bê là một nam nữ nghệ sĩ già hết thời xin lỗi bản tin online nói hơi thô nhưng thô mà thật đúng không quý vị nếu như con đường ca hát á, thì Vũ B được hưởng lợi sao màn cố tình về đội tan cha nuôi, sao màn cố tình bảo vệ em gái nuôi. Thì ở phi vụ kiếm tiền từ kênh Youtube thì cả Vũ B và Phượng Ve cũng đều phất lên. Với những điều vừa rồi thì hãy nhìn vào chị Ba Bình Tinh đi quý vị. Chị Ba trước giờ vẫn vậy, một người con gái nhỏ bé phải gánh vác cả một gánh hát lớn trên vai. Không phải là điều dễ dàng đâu quý vị và vì vậy, việc mà chị Ba rút khỏi drama cũng như phía Hồng Loan ai cũng đã khuyên rằng chị Ba hãy tập trung vào việc làm ăn, tập trung vào gánh hát của mẹ để lại. Vì hiện tại drama không còn là hai chiều, gồm phía Loan, phía Ve nữa mà còn rất rất nhiều chiều luôn đang rình mò công kích phía Ve, phía xoài, phía các kênh YouTube quay xe. Nếu như chị Ba lên tiếng về vấn đề của người anh hai nuôi lần này và nếu như khi ấy khi mà chị ba lên tiếng về vấn đề của người anh hai nuôi thì dù đúng hay dù sai thì chắc chắn cũng đều nhận lãnh hậu quả nặng nề từ phía cư dân mạng và nếu như fan thực thụ của phía loan sẽ không bao giờ công kích ai khi chưa đủ bằng chứng thì fan của những phía còn lại sẽ vì sự giả dối mà công kích sự thật theo suy nghĩ của bản tin online thì đối với sự lựa chọn lần này của bình tinh thì chúng ta hãy tôn trọng sự lựa chọn này tóm lại thì hiện tại chỉ ba bình tinh khi bị công kích như vậy là không đáng đâu quý vị hãy nhớ lại những chi tiết sau đây thứ nhất bình tinh là người đã chi trả rất nhiều tiền viện phí cho cố nghệ sĩ thứ hai bình tinh không ngại chi tiền chục triệu để làm bàn thờ cho cố nghệ sĩ trong khi người anh hai nuôi đã vờ như không biết cái chuyện này Thứ ba, Bình Tinh chính là người đã mạnh mẽ đứng lên, lên tiếng bảo vệ Hồng Loan trước những tai to mặt lớn như sáu bào, bảy báo, sạc pháp, phượng gia trong một phiên họp gia đình. Đây là ba điều vô cùng vô giá mà người chị ba đã dành cho Hồng Loan, cũng như là một người con gái nuôi dành cho cha nuôi của mình. Khi Bình Tinh rời khỏi rama là do phía Hồng Loan yêu cầu mọi người không muốn chị Ba gặp khó khăn bởi vì dù gì chị Ba cũng là nghệ sĩ mà nghệ sĩ thì rất sợ sóng gió quý vị ạ. À. Nếu như Loan cùng chồng gánh vác năm người con còn Bình Tinh một mình phải gánh cả đoàn hát Quỳnh Long rất rất nhiều nghệ sĩ đang lệ thuộc kinh tế vào tay của Bình Tinh nên việc Bình Tinh rời đi là một điều không hề sai tí nào cả đôi khi chúng ta phải có sự lựa chọn chúng ta không thể nào mà muốn tất cả được đúng không quý vị dù rời đi nhưng không phải là việc rời đi này thì bình tinh sẽ bỏ mặt hồng loan bình tinh sẽ không nói gì tới chuyện rắc rối lùm xùm nữa mà thôi chứ hai chị em loan và bình tinh vẫn yêu thương nhau lắm quý vị bản tin online tin chắc vào điều này và nếu như quý vị có để ý thì hôm nay giữa chị một hai ba giữa chị Ba Bình Tinh và Hồng Loan đã có một chút tương tác nhẹ vô cùng vui vẻ ở trên Facebook trong status mới nhất của Hồng Loan. Hồng Loan đã cảm ơn nghệ sĩ Ngân Tuấn đã luôn bên cạnh và giúp đỡ Hồng Loan trong việc ca hát. Ngay bên dưới lời bình luận thì Bình Tinh đã nói rằng hơi ganh tị với Hồng Loan đó nha. Bởi vì đâu phải ai cũng nhận được những tình cảm yêu thương như cái cách mà mọi người dành cho Hồng Loan đâu. Và thông qua những lời bình luận vui vẻ như vậy thì có thể thấy rằng giữa hai chị em hoàn toàn bình thường nha quý vị. Không hề có chuyện gì xảy ra đâu. Và hy vọng quý vị cũng vậy. Và bản tin online cũng hy vọng rằng quý vị hãy tin vào người chị ba này. Đừng có vội quay lưng với chị ba nha quý vị. Oan cho chị ba lắm. Thưa quý vị, bản tin này xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến cuối bản tin này. Bản tin online xin chào và hẹn gặp lại.